vậy? Anh nhìn làm cái gì đó? Hello mọi người, thì Quỳnh Thi vừa mới chuẩn bị xong. Quỳnh Thi sẽ qua bên chị của Quỳnh Thi để đợi chị Quỳnh Thi làm xong, xong rồi tối tụi mình sẽ đi dạo một chút xíu. Hello mọi người, tụi mình đang ở Otaka. Hôm nay Otaka rất là vắng luôn, tại vì đi ngày trong tuần đó mọi người. Trời, đi ra đường lại cảm giác rất là lạ luôn á. Hi. Sen với Tuấn qua thăm Quỳnh Thi nè mọi người. Hello, thì tụi mình mới vừa mua gà bon cho để ăn. Qua đây là phải ăn liền, ăn suốt luôn. Thế nè. Trời mấy tháng nữa không gặp mọi người á, gặp lại á nó vui gì đâu. Trời mấy bữa nay mấy tháng nay đâu có vlog đâu. Toàn lá hả? Toàn là ngồi nói chuyện với mọi người, chia sẻ mấy cái tips này kia không mà không có vlog nên là cũng quên quên cách vlog luôn á mọi người. Bây giờ Quỳnh Thi sẽ lấy gà ủ muối của Quỳnh Thi ra. Quỳnh Thi test chỗ mới, mọi người không có ăn ở chỗ cũ nữa, để coi là nó sẽ có ngon chỗ cũ không. Ăn gà nhiều mà biết cách gà đúng không mọi người? Mong là sẽ ngon nha mọi người. Ăn gà này á là phải có muối chấm chén nha mọi người. Mặt đi đây. Lại đây nói chuyện gì đó đấy.
Hello. Hello. Good morning. Good morning. Where's mommy? Mommy is in. I'm here. Dễ thương quá đi trời. Mommy ơi, cái mặt nó kìa mọi người ơi. Mommy đâu rồi? Vô thì hỏi Nấm nè, bây giờ Nấm muốn coi cái gì? Nấm muốn coi cái gì? Từ từ khoan Nấm. Bây giờ Nấm, bây giờ Nấm, Nấm ngồi Nấm trả lời đi, Nấm muốn coi gì được con Thi cho Nấm muộn chụp. Nấm muốn coi cái gì? Nấm muốn coi zombie. À, cũng coi zombie thôi hả? Nấm muốn coi gì khác nữa không? Dạ không. Ok, rồi con Thi một phần nha. Nấm thấy có một ổ bánh mì nhỏ chấm. Yeah, hôm nay là nhà mình nấu bún bò nha mọi người ơi. Đây là tô của mấy anh chị với lại cô bác của mình. Còn đây là tô của Quỳnh Thi. Một tô rất là em bé. Nhà mình ăn có bánh mì nè mọi người. Đó, chiên ướt. Trời ơi, thôi ăn nha, ăn nha. Tí nữa tối Nấm kim kê cho cô Thi nha. Được không? Nấm dưỡng da cho cô Thi nha. Tay nữa nè. Đây nè, hôm đây là cô Thi làm cho. Thi chỉ cho. Lấy phấn cũ cho mắt cô Thi đi. Chấm vô mắt cô Thi nè. Hay quá, đúng rồi. Để xuống đi. Ê, đồ nhiều quá. Rồi, chấm lên mắt con đi rồi. Nhiều quá, được rồi. Chấm ngược lại. Rồi, chấm đi. Bên này. Thấy không? Thổ ra. Rồi, ok, được rồi. Sao cô Thi làm gì vậy? Điểm nắng cho cô Thi cho. Lộn lên, nó làm rớt rồi. Cô Thi quá nó. Rồi, đây, đánh lên môi cô Thi đi, đánh lên môi. Ơi, đừng có chiếc mày, đánh lên môi cô Thi nè. Chờ, thêm một miếng nữa đi, Không, thôi, cô Thi cầm trở lại trên này chỉ cho, đây nè, cầm vậy mới đúng nè. Đó, miếng cái vai nó vô. Rồi, ấm mặt đi, chào mặt cô Thi đi. Đúng rồi. Chú cha. Xích rồi. Để xuống cho Nấm chơi. Nấm nói sao? Nghe chấm chơi. Nó xúc lên mặt. Đấm. Đấm review và serum này đi. Nấm review đi. Gì? Đứng tay. Cái nhỏ quá trời luôn á, tao tưởng nó đang đi đo mắt. Nhưng mà đẹp lắm, chụp cái này màu tím pink. Đúng rồi, pink màu tím, à màu hồng là pink nha. Trời ơi. Rớt lên mặt. Serum. Đâu bây giờ cô đi hỏi nè, màu này màu gì? Đen. Tiếng Anh là gì? Yellow. Giỏi quá. Đây là gì biết không? Serum vitamin C. Ấm nói đi. Serum. Vitamin C. Trời ơi, nói rõ ràng chưa? Ở trung tâm thì ok, thì mình thi vừa mới make up xong, mình thi make up để mình thi quay video khoe với mọi người một số cái món quà mà brand đã gửi tặng cho mình thi thời gian qua. Đầu tiên sẽ là cái hộp này của Essence Skin nha mọi người ơi. Đây, ở đây là mình thi đang có hai lọ, mình thi đang sử dụng là một lọ là hình như là vitamin C hay sao đó, vitamin C với lại một cái là Pore Tightening, là một cái mà để xe cái lỗ chân lông của mình thi với mọi người. Thì anh gửi tặng cho mình thi một lần 10 lọ như thế này trong một cái hộp rất là xinh. Đây là hai lọ mà Quỳnh Thi đang xài. Cái lọ màu xanh này là cái lọ Quỳnh Thi mới sử dụng gần đây thôi. Còn cái này á, là cái Quỳnh Thi đã xài chắc cũng được một tháng nay rồi đó mọi người. Ok, thì để Quỳnh Thi nói sơ về Essence Skin nha mọi người. Thì chắc là chưa có nghe về cái hiệu này nhiều. Nhưng mà cái hiệu này á, là được thành lập từ năm 2006 bởi những cái bác sĩ da liễu của Đại học Seoul đó mọi người, và thuộc cái tập đoàn Hanwoo Cosmetics. Thì tất cả những cái sản phẩm của Essence Skin á, sẽ không có chứa dầu khoáng và paraben, mà thay vào đó thì sẽ có những cái... Quỳnh Thi ngáy dữ vậy? Con Quỳnh Thi đừng ngáy nữa, Quỳnh Thi ngáy dữ luôn á.
Ok, thì tất cả những sản phẩm của Edit Skin đó, nó sẽ không có chứa dầu khoáng và lại parabens, mà thay vào đó nó sẽ chứa những cái chất bảo quản tự nhiên đó mọi người. Thì 10 cái chai serum Mùa Thi đang sở hữu này mọi người, nó là những cái sản phẩm mà tạo nên tên tuổi của Edit Skin luôn. Thì ở cái hãng này nó hay một cái là mọi người chỉ cần có một vấn đề gì đó về da thôi thì sẽ có riêng một loại serum để xử lý cái vấn đề đó luôn. Ok, thì ví dụ như ở đây Mùa Thi có serum làm trắng da nè, serum cấp nước nè, serum trị mụn nè, serum có chứa collagen, rồi serum vitamin E. Rồi ở đây thì Quỳnh Thi có thêm serum làm xe kích lỗ chân lông với lại làm sáng da nhờ vitamin đó mọi người. Thì Quỳnh Thi sẽ nói về cái serum này nha mọi người. Đây là một cái serum giúp cho lỗ chân lông của mình được xe kích. Công dụng chính của nó sẽ giúp loại bỏ tế bào chết từ sâu bên trong nè, cũng như là nó sẽ xe kích lỗ chân lông của mình lại và cung cấp ẩm. Cái thành phần chính của cái serum này là rau chiếc cá nha, cùng với bốn cái thành phần có công dụng rất là mạnh mẽ trong cái việc thu nhỏ lỗ chân lông của mình lại nè, là hoàng bắc, ngũ vị tử với lại xuân mắt và quả mơ. Những cái hoạt chất này nó sẽ giúp cho da của mình được kiểm soát bã nhờn nè, cũng như là loại bỏ các tạp chất bên trong lỗ chân lông của mình đó. Ngoài ra thì cái sản phẩm này còn chứa glycerin nữa nha mọi người, giúp cho da của mình được dưỡng ẩm nè, giảm thiểu cái sự mất nước cho da của mình. Ngoài ra thì hãng còn gửi tặng cho mình thêm một hũ kem collagen nữa mà mình sử dụng rất là thích luôn. Cái chất kem rất là mỏng mịn và thấm vào da rất là tốt, thì công dụng của nó sẽ giúp da của mình được tăng độ đàn hồi này, chống lão hóa nè, cũng như là cấp ẩm cho da của mình. Cái này thì nó cũng cải thiện nếp nhăn rất là tốt luôn. Cái thành phần nổi bật trong cái lọ kem này đó chính là chiết xuất marine collagen 20%, chiết xuất thảo mộc hoa sen tuyết, chiết xuất mạch nha và chiết xuất từ quả bearberry. Tiếp theo là mình hay được nhận một thùng quà đến từ Bioderma. Cảm ơn các brand rất là nhiều vì đã gửi tặng những cái quà này cho mình Thi nha. Mình sẽ mở cho mọi người xem món quà bên trong. Đây có một cái thiệp rất là dễ thương. Tiếp theo là một cái gel, từ để mình Thi coi phải cái gel rửa mặt mùa Thi rất là thích không. À hình như không phải mọi người ơi, cái loại này là cái loại đây là một cái loại mà Quỳnh Thi đang rất là thích, sự đó mặt Quỳnh Thi đang rất là thích của La Roche Posay. Cái này là Quỳnh Thi được chỉ của Quỳnh Thi cho. Ok, thì Quỳnh Thi vừa mới search xong á, cái này là một cái chai sữa rửa mặt dành cho da mụn dầu nè mọi người. Cái này là một cái kem dưỡng để làm cho da của mình được xe kích lỗ chân lông lại. Rất là cảm ơn Bioderma và It's Skin. Love. Ok mọi người ơi, thì sau một khoảng thời gian chật vật thì hai chị em mình không có cắm được cái ổ điện xuống dưới cái tivi, tại vì cái khoảng cách ở dưới tivi nó quá nhỏ cho nên không thể nào mà cắm cái này được, nên nó dài quá. Không biết mình thấy có thay cái này được không nữa. Nãy hai chị em định mướn tivi xuống luôn á, nhưng sợ quá, sợ nó bể tivi nhưng không dám làm nữa. Chắc là phải nhờ ai tới làm rồi. Lần này thợ điện không làm được rồi. Nè, mang hết nước hoa xuống giường để bây giờ sẽ phải xếp lên lại. Có sẵn để lau dọn chỗ đó luôn. Quỳnh Thi mới nhận một số đồ, cái này là đồ ăn, cái này là đồ ăn mà Quỳnh Thi với chị Quỳnh Thi sẽ tự làm. Ở đây là cái này là bếp của mẹ nha mọi người, bán những cái đồ rất là dễ thương. Đồ của nấm. Á à, trời ơi. Quỳnh Thi có mua cho nấm 2 bộ đồ, Quỳnh Thi thấy dễ thương quá. Trời ơi. Mua cho em 2 bộ quà. Về đúng ngày 1 tháng 6. Trời ơi. Cái này là một bộ cọ mà chị Quỳnh Thi cái Quỳnh Thi lựa trên Shopee để xem nó đẹp không, rồi Quỳnh Thi sẽ để link cho mọi người mua nha. Ok lắm mà. Ê, mềm, lông mềm nha. Cọ này rất là đã, lông rất là mềm, đánh ok nha mọi người nha. Mình sẽ để link cho mấy bạn. Cái này đã. Một cái set xương sáo hạt chia, trà gạo lứt, tại vì dạo gần đây mình thích uống trà gạo á mọi người, nó thơm mà nó dễ uống lắm. Thì những cái set này mình thấy là rất là hợp lý mua ở mùa dịch này, tại vì mấy bạn có thể tự làm ở nhà, kiểu như là mình sẽ tạo việc để làm cho nó đỡ chán ở nhà. Những cái này rất là dễ thương cho gia đình với lại mình ăn. Không có nên để thông tin của mình ở trên đây, vì nhiều khi mình sẽ bị gửi hàng gì đó tới mình không biết được á mọi người. Trước khi mà dùng những cái hộp này đi thì mấy bạn nhớ gạch bỏ mấy cái này đi nha. Một cái sữa rửa mặt của Centella mà mình thì không biết là ai gửi. Money. Ăn không? Món khoái khẩu của Bunny là phô mai nha mọi người ơi. Phô mai nè. Phô mai.
đồ. Đây, xịt khuẩn nha mọi người. Trước khi mở ra, buổi giờ dịch rất là căng thẳng luôn rồi, cho nên là mọi người nhớ là cẩn trọng 100% nha mọi người. Đây là một cái hộp quà, hộp quà đồ ăn vặt của Munchies. Thank you. Những cái mùa dịch như thế này á thì còn gì đáng quý hơn một hộp đồ ăn vặt. Oh my god, mọi người ơi. Mọi người ơi, đã quá à. Chỉ có một và một cái sweet potato nè. Khoai tây ngọt hả? Ô, có sticker nữa, dễ thương quá. Munchies Sài Gòn. Candy này là kẹo trà xanh. Trời, chị ta có nè. Chip Star. Trời ơi, hôm bữa hả, hai chị em đang không biết là nên á mua đồ ăn vặt gì, thì hôm nay mình chị cho luôn hộp luôn, quá đã. Nói chung là bạn nào thích ăn đồ Nhật á, đồ ăn vặt Nhật á mà chất lượng á thì nên tham khảo qua bên này nha. Đây là cookie. Cookie sao? Một chai milk tea. Với lại đang có chương trình in hình đó mọi người. Thì mình chị hỏi mình thì muốn in hình gì thì mình thêm chọn in hình nấm. Tại vì nấm dễ thương. Cưng lắm luôn á. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Không biết là phải do nó là cháu mình hay cho đồng chí nó dễ thương không, nhưng mà thấy nó dễ thương lắm luôn á. Chết rồi, sao che mặt em rồi. Hello mọi người, thì hôm nay là ngày 20 tháng 10. Quỳnh Thi vừa nhận cái lò chiên không dầu mà Quỳnh Thi mua tặng ngày 20 tháng 10. Quỳnh Thi mua tặng mẹ để mẹ nấu ăn cho Quỳnh Thi. Hay lắm luôn, thiệt của mẹ. Con mẹ ăn quà hai lần đi chứ. Thôi đừng, mập lên thì có. Ăn bánh lăng đâu có mập. Ăn bánh lăng không mập, mọi người cái bánh lăng như vậy. Mỗi ngày thì mập. Nhà xíu nhà tiền lại đi sát vô. Trời ơi, con nấm nó qua nó chơi, mọi người chơi cái mấy bữa. Mà về mình thấy ngủ rồi đi đuối đơ luôn. Anh chị mình thấy ai trong nhà cũng đuối là đuối luôn. Canh nít, nó chạy đủ thứ mà may là nấm nó ngoan nha. Cái tay nó nhanh lắm mọi người ơi. Cái tay của nó lẹ lắm, nó chụp đồ, lẹ lắm. Làm gì nó cũng xin Quỳnh Thi hết trơn. Cô Thi ơi, cho nấm này nha, cho nấm kia nha. Mà lạ lắm mọi người, ở trong nhà Quỳnh Thi á là ai nó cũng kêu là cô Vi, cô Tê này kia, mà nó kêu Quỳnh Thi là Quỳnh Thi chứ nó không kêu là cô Thi. Nhưng mà tới lúc nó cụm gì, nó xin gì, nó sẽ kêu cô Thi nha. Nít giờ hổng quá trời. Bữa giờ Quỳnh Thi rất là thèm ăn sushi, thèm ăn Hokkaido á mọi người, với lại gyu. Nhưng mà mong là sắp tới sẽ được mở sớm, Quỳnh Thi cũng chưa có đi đâu hết. Hôm bữa mới đi mò chút xíu để mua đồ. Mình được chút xíu rồi là phải về rồi, tại không có dám đi nhiều. Nhà có em bé, không có dám đi, sợ em nó bị gì á. Sự luôn rồi, rất là lâu rồi thì mới quay vlog lại. Mà mong là cái vlog này mọi người xem xong mình sẽ cảm thấy thiệt là vui, thiệt là hứng khởi cho một cái bình thường mới của Sài Gòn mình ha. Và có động lực để làm việc này kia lại nè. Thật sự là ở nhà 4 tháng qua thì Quỳnh Thi cũng quen mọi người, nhưng mà là công việc thì nó sẽ không có thuận tiện lắm. Cho nên là đợt này có công việc lại cũng năng suất hơn. Đợt vừa rồi Quỳnh Thi xuống được 42,5 kg. Xong rồi nhà Quỳnh Thi qua, Quỳnh Thi vui quá. Mà lúc mà mình thật sự, mà lúc mình vui á là cái miệng mình cứ muốn ăn hoài. Mình không biết tại sao nữa. Thật sự vui là cứ muốn ăn liên tục luôn. Quỳnh Thi lên 47 kg. Nhưng mà thật sự mấy cái cân nặng đó cũng chỉ là cân nặng ảo thôi mọi người. Mình chỉ cần kia là chút xíu nó sẽ giảm lại. Thì nhà Quỳnh Thi vừa mới về 1-2 ngày là Quỳnh Thi xuống lại 45 kg. Nói chung là cái cân nặng của mình nó ảo lắm. Thật sự là nếu như bạn giảm cân á thì bạn đừng có coi cân của mình mỗi ngày nha. Mấy bạn hãy cách cỡ 1 tuần 2 tuần gì đó thì mọi người hãy cân lại.